Theo tín ngưỡng Phật giáo, ăn chay đã từ lâu trở thành thói quen của người Việt. Mùng 1, ngày rằm, mọi người thường đến chùa thắp hương, cúng bái và dùng một bữa cơm chay thanh đạm do chính các sư cô, sư thầy nấu. Dần dần, việc ăn chay không chỉ dành cho các Phật tử theo đạo mà được phổ biến rộng rãi cho mọi người vì những lợi ích mà nó mang đến. Trước đây, các quán cơm chay thường chỉ xuất hiện ở một số những khu vực gần các ngôi chùa. Thì trong thời gian gần đây, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các quán cơm chay đã mọc lên ngày càng nhiều. Và đặc biệt là trong số đó có cả những nhà hàng chay được đầu tư rất là sang trọng. Người dân Sài Gòn giờ đây ăn chay ngày càng đông hơn và họ không còn chỉ ăn chay vào những cái dịp đặc biệt như là ngày rằm hay là mùng 1 nữa, mà có thể là họ sẽ ăn chay quanh năm suốt tháng. Và chính vì vậy mà thị trường chay tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sôi động và phong phú hơn so với những địa phương khác trên cả nước. Phần lớn các nhà hàng chay đều mang đến cho thực khách một không khí yên bình và tĩnh lặng. Cách trang trí theo tính thiện của nhà Phật, đơn giản, lịch sự, với những chậu cây xanh nhỏ được đặt khắp nơi trong nhà hàng, giúp thực khách giảm bớt sự căng thẳng, tạm quên đi những ồn ào tất bật của cuộc sống. Bên cạnh đó, tiếng nhạc thì du dương như những cơn gió nhẹ thổi mát tâm hồn. Thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng chay, ngoài việc cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng những thức ăn chay bổ dưỡng, thì sự tươi mát của không gian còn giúp nạp năng lượng cho tinh thần. Thực khách sẽ có một tinh thần thoải mái để giải quyết tốt việc buổi chiều. Chay thì cũng có nhiều kiểu ăn chay khác nhau. Có nhiều người thì họ thích ăn chay theo kiểu truyền thống, có nghĩa là giữ luôn cả khẩu vị và cái tên gọi của những món ăn. Ví dụ như là tàu hủ ki nè, rồi nấm kho tiêu chẳng hạn. Nhưng bên cạnh đó thì có một số người họ lại thích ăn chay theo kiểu phải có một chút biến tấu ở cả khẩu vị lẫn tên gọi. Ví dụ như những món ăn mà Diễm Lan thấy trong thực đơn này đây, nhiều món hấp dẫn lắm nha. Ví dụ như bún chả giò nem nướng nè, rồi còn có vịt quay bánh bao chay nữa. Nghe qua thì đã thấy hấp dẫn vô cùng rồi. Diễm Lan sẽ chọn vài món thử nha. Lấy cho mình một gỏi rong biển, một BBQ, với lại thêm một gà quay ăn với lại bánh bao. Các món chay ngày nay là sự kết hợp hài hòa của rau củ, vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng nuôi cơ thể, phát triển trí não, tránh xa được bệnh tật, vừa mang đến những món ăn ngon, phong phú cho thực khách. Trong món chay, phần gia vị, màu sắc giữ một vai trò quan trọng. Thêm vào đó là sự khéo léo của người đầu bếp. Việc gia giảm, chế biến các hương vị giúp cho các món ăn chay thơm ngon, màu sắc hấp dẫn. Thực khách thưởng thức đôi khi không nhận ra được rằng mình đang dùng một bữa cơm chay. Không phải là người thường xuyên ăn chay nên thật sự là rất háo hức muốn tìm hiểu về nghệ thuật chế biến món chay của đầu bếp ở đây, bởi vì bây giờ nhìn thôi là chúng ta đã thấy hấp dẫn rồi. Món gỏi rong biển Sakawa ngon, hấp dẫn bởi vị chua cay kích thích vị giác nên thường được chọn là món khai vị. Món ăn được trang trí như một bông hoa sen với những miếng bánh phồng tôm là cánh. Thành phần chính của món gỏi lại là rong biển, hành phi, hành tây chua ngọt, nấm bào ngư và thịt gà chay. Được gia giảm vừa ăn nên món gỏi mang đến cho thực khách cảm nhận như đang thưởng thức một món mặn với vị cay nhẹ của ớt, chua của chanh, thơm thơm của hành phi và độ dai đặc trưng của thịt gà. Bên cạnh đó, món BBQ mang đến cảm giác thú vị cho thực khách. Thịt sau khi được xiên que sẽ được chiên qua, sau đó sẽ được chiên qua một lần nữa với sốt BBQ. Để cho món ăn đậm đà, người đầu bếp sẽ rưới thêm một ít nước sốt và cuối cùng là rắc thêm một ít mè vào để món ăn thơm ngon hơn. Đã có lần Diễm Lan nghe những người bạn của mình bảo rằng ăn chay mà cứ tơ tưởng tới món mặn như vậy là làm sao?
Vậy là ăn chay đâu có triệt để. Mà quả thật thì lúc đó Diễm Loan cảm thấy hơi nghi ngờ, nghi ngại một chút. Nhưng mà về sau này khi thưởng thức nhiều những món ăn chay rồi thì mình mới cảm nhận được là do suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang thưởng thức một nét chấm phá trong nghệ thuật ẩm thực. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị rất tuyệt vời của những món chay. Và trước khi đến với quán thì Diễm Loan cũng đã nghe một số người bạn của mình nói rằng nếu như thưởng thức những món ăn chay mà chúng ta nhắm mắt lại thì biết đâu chúng ta sẽ không thể phân biệt được là chúng ta đang ăn những món ăn chay. Và quả thật, chăm nghe không bằng tự mình thưởng thức. Ngày hôm nay thì Diễm Loan phải khẳng định rằng mình đã hoàn toàn bị thuyết phục và những món ăn này vô cùng hấp dẫn. Ăn chay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong giới trí thức và chuyên gia. Ở các nước phương Tây, theo một thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 5% dân số Anh và Mỹ cho biết họ ăn chay trường hay ăn chay thường xuyên. Ở nước ta, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng sự có mặt của các nhà hàng và quán ăn chay cùng lực lượng khách đông đảo cho thấy số người ăn chay đang tăng dần trong thời gian gần đây. Món ăn chay thì bây giờ nó rất có nhiều món lạ mới, món lạ, nhìn rất là hấp dẫn. Màu sắc thì nhìn cái mùi hương vị nó cũng như là những món ăn mặn vậy đó. Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng họp mặt bạn bè đến những để ăn những món ăn chay, nó dùng nó ít dầu mỡ. Ăn chay rằng nó làm cho cô không mập đi. Rau củ thì nó làm cho mình không có cái chất béo, không có chất thịt. Nó làm cho mình ốm. Xu thế thì ngày nay mọi người ăn chay ngày càng nhiều hơn. Ăn chay là để chúng ta có thể thanh lọc cơ thể và bảo vệ sức khỏe của mình, hoặc cũng có thể là để thỏa mãn vị giác. Một số người thì họ ăn chay để nhằm giúp cho tâm hồn của mình có thể thanh tịnh hơn khi chúng ta suy nghĩ nhẹ nhàng và chúng ta có thể dễ dàng trút bỏ mọi buồn vui quá độ để chúng ta có thể cân bằng lại chính cuộc sống của mình. Hay đơn giản hơn thì ăn chay có thể chỉ là một cách để chúng ta có thể thay đổi khẩu vị hàng ngày và chúng ta sẽ có được cho mình một bữa ăn đạm bạc nhưng ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng.